đây thì ngay bây giờ các bạn sẽ được trải nghiệm cái cảm giác dùng bản nội địa mà không bị khóa app mình sẽ cài app và kết nối cho cái con debot x 5 bản nội địa này thì đấy chỉ là trải nghiệm thôi nhé nếu các bạn đang ở việt nam thì tin buồn cho các bạn là chắc chắn là sẽ bị khóa app không, không thể dùng được trừ khi các bạn dùng những cái phương pháp như là fake rồi mốt rồi các kiểu thì uh, mình đang ở trên đất của trung quốc và hôm nay mình sẽ cho các bạn một cái trải nghiệm mới đấy là kết nối app bản nội địa trên cái đất Trung Quốc xem nó ra làm sao và cái app của cái con đi bốt X5 mới chưa ra mắt tại Việt Nam này nó có cái gì hay ho hay không thì uh, tất nhiên là mình sẽ mở app ra rồi cái sẵn app này ở đây ngay cái giao diện này thì mình sẽ có thể là đăng nhập bằng cái số điện thoại của mình khá là gọi là tiện đúng gọi là cây nhà lá vườn trên cái đất của người ta và dùng cái sản phẩm của người ta thì gần như là mọi thứ là nó thiết kế để cho người bản địa dùng rồi thì mình sẽ dùng cái phương pháp gọi là giống như người bản địa đi đăng nhập bằng số điện thoại này rồi đây là số điện thoại của mình mình chỉ cần tích vào đồng ý này xong rồi tiếp thế là đã đăng nhập rồi bây giờ là chơi gọi là chơi lớn hơn đi cài tiếng việt nhấn quick này Ồ, không có tiếng việt nhá tin cũng khá là buồn nữa chứng tỏ là ở bên này thì nó gọi là hơi bị dân thật tức là Người dân ở đây chỉ có dùng tiếng Trung và dùng những cái sản phẩm của Trung ví dụ như là làm gì có Google làm gì có Facebook Ok thì bây giờ kết nối nhỉ Thì uh, Kết nối thì nói chung là nó quá là đơn giản với tất cả các bạn rồi Đặc biệt là những ai mà dùng sản phẩm của Ecovap thì quá là quen thuộc rồi Quét cái mã QR code ở trên máy đây, cái, cái mã QR code nó nằm cái khe khe này Kéo con robot ra một tí Ok rồi nó yêu cầu mình bật nguồn, bật nguồn thì bật rồi, ok, tích vào đồng ý xong nhấn tiếp này, tích vào đăng này, thì trước khi mà mình nhấn tiếp ấy, mình sẽ nhấn một dây vào cái cái cái, cái nút uh, biểu tượng wifi đang nhấp nháy kìa, ấn một dây vào đây nhá, rồi chọn next, xong là đợi nó kết nối thôi, à, nó sẽ kết nối qua giao thức bluetooth nhé là để nó uh, quét thiết bị đấy. xong sau đấy thì khi mà Bluetooth đã kết nối với thiết bị rồi thì bây giờ các bạn có thể là can thiệp để khống chế cho nó kết nối vào wi-fi và bây giờ mình sẽ chọn một cái wi-fi uhm. đây 1, 2 3 4 5 6 7 8 lâu không dùng thì không biết là có đúng mật khẩu wi-fi không không đúng thì mình sẽ nhập lại không sao bây giờ mình sẽ đợi thôi đợi cho nó kết nối các bạn có nghe thấy cái tiếng lọc cọc lọc cọc không Đây, mình đứng gần hơn cho bạn nghe ấy tiếng lọc cọc lọc cọc đấy. cái tiếng này là cái ở cái cụm LDS nhỏ nhỏ phía trước này mình không hiểu tại sao video khác mình đã chia sẻ cái tiếng lọc cọc này rồi ok bây giờ Chúng ta sẽ có một cái giao diện con robot với một cái cái chỗ gọi là chức năng đặt, đặt tên, nó tên là Dibot X5 Pro. Tên đầy đủ là X5 Pro Omni đấy. Rồi continue mà, Cái cảm nhận trải nghiệm đầu tiên là cái này thì mình rất muốn góp ý cho Ecovacs đấy là cái gọi là cái độ mượt của app. Thứ nhất là có nghĩa là các kỹ sư của Ecovad có đến mấy nghìn người nhưng mà mình thấy là khi mà build ra một cái app với một cái dung lượng trước đây nó lên đến, đến hơn một GB còn bây giờ nó giảm giảm còn khoảng hơn 500 MB thì hơi nhiều, tức là dung lượng app rất là nhiều, mình không biết tại sao. Đấy. Thì có thể là cốt kia các thứ nhiều quá hay sao ấy. thì nó sẽ dẫn đến nếu mình là dân lập trình một cái cốt nó tối ưu nó tốt hơn, tức là nó sẽ có cái độ mượt tốt hơn thì nó có thể là mình có thể xem qua ví dụ như dung lượng dung lượng cái app đấy mình cũng phải biết được cái cốt đấy nó có tối ưu không ok thì quay lại vấn đề với các bạn có thể nhìn thấy nó chạy nó chạy chậm như một con rùa cho nên là trước đây mà mình ở Việt Nam ấy mình ở Việt Nam thì mình dùng app nội địa thì mình cứ đổ cho là gió bản nội địa nó chậm thì bây giờ mình đến cái đất Trung Quốc rồi mình thấy nó nó vẫn thế nó có gì khác đâu thế nó sẽ phải mất một cái quá trình để loát 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 rất chậm đây dùng wifi nhé này đợi này dài cổ đấy thì đây chỉ liên quan đến trải nghiệm người dùng thôi chứ còn thực ra thì, thì các bạn chịu khó các bạn đợi dài cổ xong thì các bạn vào app thì vẫn dùng bình thường không có gì cả mà đây là năm 2024 rồi mà vẫn có những cái kiểu công nghệ của những năm 2000 thì đúng là vẫn đi đợi rất lâu đợi loát còn uh, tiếp theo nữa thì chắc các bạn cũng sẽ hóng xem là cái giao diện của con X5 với một cái phiên bản rất là mới đến từ Ecovac này nó có thay đổi gì không Thực ra thì uh, nếu như mà các bạn mong một cái ông lớn nó thay đổi thì không được tại vì một ấy là cái tư duy hai là cái triết lý ba là cái tính bảo thủ là những cái thằng học dốt ấy, thì nó sẽ nếu mà nó tiến bộ thì nó sẽ rất là ham học hỏi thì nó sẽ giỏi rất là nhanh nhưng mà những cái thằng mà nó giỏi rồi ấy, thì thông thường mà để, để nó có thể gọi là nhận thức hay để nó có thể tiếp thu thì còn lâu đại khái là rồi bây giờ nó sẽ yêu cầu mình update hmm update firmware. Update thì update thôi sợ gì. Thì với điều kiện là robot đang sạc và phải có dung lượng pin trên 50%. Đấy, bây giờ mình phải đi cắm sạc, ok. mang cái dây điện ra cắm sạc. Vì mình cũng đã chia sẻ ở trong cái video clip khác rồi. Cái chỗ này thì điều kiện nó cũng phải gọi là không được cho phép cho lắm. Nhà thì nhà thuê. Diện tích thì hẹp nên là nhiều khi mình cũng phải mang vào con robot ra đường để ngồi review cho các bạn thì biết rồi đấy. bây giờ cắm sạc cho nó tí. ok nào update nào. automatic update got it. ok ok, okay mày quá nó, nó, cho mình bỏ qua cái phần update vì sao bởi vì, vì thực ra là ví dụ nhé mình đây là mình chia sẻ cái gọi là trải nghiệm cá nhân của mình ví dụ ngày xưa mình dùng cái con gen 1 mà đến năm vừa rồi hoặc là đến những cái năm gần gần đây thì mỗi khi có những cái tính năng nào đấy mà nó có thể là update được cho cái con gen một đấy giả dụ như là cái tính năng gọi là phân chia bản đồ này, tính năng gọi là phân biệt màu sắc giữa các cái không gian này trên cái bản đồ đấy ví dụ đấy là mình ví dụ đấy là những cái tính năng mà mình nghĩ nó rất là có ích mà cái cái phiên bản mà khi mà mình mua từ những năm đấy nó làm gì có cái tính năng đấy thì nó lại update vào đấy cho nên là ví dụ đây là mình lấy một cái phép so sánh thì ở những cái hãng khác ấy, nó sẽ khi mà update ấy, nó sẽ làm cho cái sản phẩm mình cảm giác như kiểu được hãng nó gọi là hào phóng nó tặng cho mình những cái tính năng mà thật sự là lúc mình bỏ tiền ra mình cũng chỉ được thế thôi nhưng mà bây giờ tự nhiên là mình lại được thêm những tính năng mới. Chứ còn với Ecovac thì từ trước giờ các bạn đặc biệt là những người mà đã dùng sản phẩm của Ecovacs đều thấy rồi. Ví dụ như mình đang dùng cái con T5 này, T8 này hoặc là T9 T10 thì bây giờ nó có những một số các cái tính năng mới hơn. Ví dụ như là tính năng mà có thể là uh, cho con robot chạy theo cái kiểu chạy sâu hơn hay là gì gì đấy thì nó chẳng update vào Tức là những cái tính năng mới ở trên những con mới thì nó không đưa vào đâu Cho nên là uh, kết luận lại thì uh, Cái tính năng update của Ecovac thì gần như là có cũng bằng không Nói thẳng với các bạn như thế nhé Cho nên là ví dụ như nhiều khi con uh, X2 phiên bản trước của con X5 này Nó hay bị lỗi bản đồ Thế là mỗi lần uh, mình bắt đầu mình kêu với khách hàng kêu với mình Mình lại kêu với nhà phân phối Nhà phân phối chắc lại kêu với hãng Hãng thì chắc là bắt đầu ngồi up up con nhà bà Bad. Update xong thì nói chung là ờ đúng ok, update xong thì bắt mình là reset, mình cũng không hiểu kiểu gì update phải reset. Thế reset xong thì tất nhiên là nó chạy lại cái bản đồ thì cái bản đồ đầu tiên nó chạy thì bao giờ nó cũng một cái con khoảng tầm 3 4 triệu nó chạy cũng sẽ sẽ mượt rồi. Thế thì sau khi mình update xong thì ơ anh ơi, mượt 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 mượt. Nhưng mà chạy chạy đến lần thứ hai, thứ ba thì lại về như cũ. Tức là mình có cảm nhận ở đây là update lại chẳng có tác dụng gì Cho nên là thôi bỏ qua cái câu chuyện update Tốt nhất là dùng Ecovap thì khỏi phải update Đấy Còn cái giao diện app thì nói chung là nó Nó mang tính gọi là Mình không biết nói cái kiểu gì nhỉ Nhồi nhất thì cũng không phải đơn giản thì cũng không Nhưng mà nó không có một cái gọi là uh, User interface đó, ngày xưa mình học một cái bộ môn như thế tức là giao diện giữa người với máy tức là khi mà mình tương tác giữa mình với con robot ấy tại vì mà thực ra là nó đưa những cái tính năng mà gọi là dạng như kiểu uh, ngắn gọn ra đây thì thì tốt nhưng mà kiểu cái giao diện ấy nó mình cũng không biết nói kiểu gì nhưng mà nó kiểu nó có cái gì đấy nó mâu thuẫn đại khái là thế nát nữa vào vào trong bên trong bạn sẽ thấy mà cái hơn nữa là cái thằng chuyện lý ảo này thì mình cũng không hiểu bây giờ một cái hãng lớn đi, thì thứ nhất là cái phần giao diện tiếng việt Phong chữ thì chỗ nhỏ chỗ to, ờ, trên tiếng trung dưới tiếng anh đấy đại khái là thế, còn việt hóa thì việt hóa chưa hết, còn uh, cái nữa là cái 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 trợ lý ảo ấy thì nó là một tính năng mà gần như là con robot ấy nó phải cần đến. Thế thì khi mà mình đã mua con robot này thì nó, mình nói chung là mình cũng muốn dùng cái tính năng gọi là ra lệnh bằng giọng nói rồi nhưng mà bao nhiêu năm rồi mà rõ ràng là quá đi trước không việt hóa cái thằng trợ lý ảo Ico đi để cho mình ví dụ mình muốn ra lệnh bằng tiếng Việt thì ok bây giờ chẳng lẽ đi học tiếng Trung đấy à, những cái muốn góp ý còn bây giờ mình sẽ vào nó vẫn bắt được mình update Đấy thì vẫn vẫn phải update không biết là update đáng nhã khi update ở đây thì nó phải báo cho mình là nó update cái quái gì chứ bây giờ mình không để ý không biết là nó, nó update cho mình cái gì Còn update thì đúng là lâu thật Update thì anh em cứ phải đợi khoảng 2-3 phút Thì trong cái thời gian gọi là ngồi đợi Thì mình lại tâm sự thôi Đấy Thì Khen cũng được mà chê cũng được Thích nạo cũng được Thì về con X5 này X5 này thì nó là đời sau của con X2 Sắp tới thì mình chắc là nó sẽ Có bản quốc tế Thì nó sẽ đi đến các thị trường nhưng mình nghĩ là tốt nhất là Ecovacs nên gọi là uh, thay đổi luôn ý định và ra một cái con mới khác đi chứ để con X5 này ra thị trường thì đúng là kiểu làm mất hình ảnh của Ecovacs thật sự. Vì thứ nhất là cái thiết kế một cái sản phẩm đắt tiền ấy, cái thiết kế đầu tiên là cái thiết kế gọi là nham nhở. Cái chỗ này thì nó kiểu bị hở này thì nó ví dụ như các cái bụi rồi các cái kiểu gì đấy nó vào đây một là mất thẩm mỹ, hai là nói chung là nó không an toàn. Ba là nhìn cái thiết kế những cái chỗ này nó không có gọi là độ gì gọi là chắc chắn để đấy bây giờ vẫn, vẫn đang gọi là download download, không biết bao giờ bao, bao giờ mới mới update xong. Đây ở, ở trên chính cái đất nước Trung Quốc. Chỉ còn nếu mà mình ở Việt Nam mà mình update thì thôi đợi đến sáng mai. Đấy thì bật điện lên cho các bạn nhìn cho rõ. thì một cái thiết kế nói chung là theo cảm nhận cá nhân của mình đây nhé. tức là mình là vừa là dân gọi là dân lập trình, vừa là dân thiết kế. đấy ngày xưa học chuyên ngành nó hơi gọi là ba lăng nhăng, hơi tạp nham. thì mình nghĩ ông Ecovac này chắc cũng giống thế. chắc cũng kiểu đi lên từ một thằng gọi là không có gì, xong là uh, làm robot rồi khi mà làm robot thì chắc là ông lập trình với cả ông thiết kế là làm chung nhau cho nên là các bạn có thể nhìn ở đây là cái trước đây thì nó nó mua lại cái thiết kế tức là thiết kế nó phải có phong cách thiết kế ngôn ngữ thiết kế nó mua lại của cái thằng gọi là Jacoben tức là cái thiết kế tối giản là tất cả là làm cho mọi thứ là nó không kiểu có ít nút bấm rồi gọn nhẹ rồi các các kiểu đi tinh giảm đi thì bây giờ thiết kế thì nó vẫn gọi là được thừa hưởng những cái con đời trước ví dụ như là x1 x2 đây. Nhưng mà vấn đề là bây giờ khi mà nó thay đổi ấy, thì thành ra là nó như là một cái gọi là bắt bắt uh, cháo thập cẩm. Tức là mỗi thứ nó cho nó tí vào. Thì anh em nếu mà để ý kỹ có thể thấy là thứ nhất là cái cái mặt trên này rất là thiếu tinh tế. Cái cụm camera của người ta ngon nghẻ như thế này mà ông làm một cái gọi là Chu Ditech, ông ông gá vào đây mà trông như kiểu đồ chơi trẻ con. Thứ hai là mình th thật sự là cái mặt tiền ấy bao giờ nó cũng là cái mà gần như là nó đánh vào thị thị giác đầu tiên. Tức là mình không biết là ví dụ các bạn nhìn một 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 em gái mà gọi là xinh đẹp hay là không xinh đẹp thì đầu tiên các bạn sẽ nhìn mặt trước, phải nhìn cái mặt tiền trước. Đây. Thì ngay cái cái mình gọi là cái cái mõm của nó đi. Thì nó ngoác ra và nó dài đến tận gọi là mang tai luôn. Đấy thì nói vui vẻ với anh em thì mình hay bảo cái con này trông như con cá trình ấy. tức là cái miệng của nó nó dài đến gọi là một phần tư cái thân máy rồi, nó ngoác ra và nhìn thì nham nhở tức là ở đây thì chỗ thì thò ra thì chỗ thì thụt vào đấy đại khái là như thế và lại thêm hai cái cột trúng trời nữa nhìn hai cái hai cái cột này thì mình không biết là ví dụ trẻ con nhà mình nó nghịch nó nó kéo nó bẻ một cái thì có cong vênh hay là gãy hay không nữa thì những cái đường nhựa thừa ở đây này thì có lẽ cảm giác cho mình như chỗ này đang bị nứt đấy nếu mà mình không phải là gọi là người ở trong trong ngành trong nghề thì mình nhìn con này mình tưởng nó bị lỗi thậm chí là những cái đường gọi là đường nhựa thừa để như này để không biết là anh em có nhìn thấy không nhỉ dùng kỹ vào cho nhìn thấy đấy thì cái video này là cái video gọi là trải nghiệm liên quan đến app rồi liên quan đến con máy cho nên là mình sẽ trong cái thời gian mà gọi là đợi update đến 99.000 năm này thì mình sẽ cho anh em trải nghiệm cho nên là anh em xem thì cứ xem thôi nhưng thực ra video này video này của mình thì nó cũng chỉ mang tính chia sẻ thôi với cả video nào của mình nó cũng sẽ rất là dài ok cái cái cảm giác mà của một cái cản mà nó êm nó không còn như ngày xưa ví dụ ngày xưa mình hay so sánh là cái phần cản của một cái con robot ấy, gần như cái độ êm của nó nó sẽ quyết định đến gần như mình có thể là đánh giá được cái chất lượng của con máy qua cái phần gọi là ví dụ như là thân vỏ phần cản này, cái độ êm của cản này. thì bây giờ cái này cảm giác như kiểu mấy cái uh, mấy cái gọi là cái 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 chạn bếp của nhà mình từ những cái năm gọi là năm 1900 Ôi rồi ôi ấy. đấy tức là sờ vào nó cục ca cộc cạch ọp ào ọp ẹp không thể đùa được rồi nhé các bạn nghe này Bây giờ mình để sát cái mic đây cho các bạn nghe Các bạn có nghe thấy cái tiếng của nó Thỉnh thoảng nó sẽ rú lên Nên mình sẽ dừng lại Xong mình sẽ cho nó chạy Đấy, Nó rú lên như như, như kiểu cọc, cọc 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 như kiểu công nông mấy cầy Đấy. Còn à, Nói chung là đại khái thì Cái này xấu thật Đấy, Mình cũng phải nói thẳng như thế luôn Và tại sao mà cái cái cái, cái phần camera này, này nó không ăn liền vào trên đây mà lại để kiểu nó thụt vào như này trông kiểu ấn xuống thì lệch ấn lên thì cũng vênh chỗ này thì hở chỗ này thì hở lại khá là như thế đây không phải là chê đâu đây gọi là góp ý đấy một cái thiết kế mà gọi là một sản phẩm gọi là flaxxy cái đứa con cưng mà gọi là cầu thả này nói chung là không, không, không chấp nhận được không, không đùa được thì cái phần thân vỏ ấy, cái chỗ này nó cũng làm cái mặt tiền này. bây giờ cái nhựa bóng lại nói về cái nhựa bóng cái nhựa bóng thì nó cũng có răm bảy cái loại nhựa bóng nhưng mà bình thường thì cái nhựa mình sờ vào mình biết ngay cái bạn sờ vào cái cái phần cái, cái nắp của cái con X 2 hoặc là con X một thì bạn sẽ thấy là nó bóng nhưng mà nó có độ nhám và độ mịn và nó có độ khôn chứ nó không kiểu màu sơn kiểu trắng trắng dại dại kiểu không đen hẳn không trắng hẳn không vàng hẳn không ố hẳn mà nó kiểu đúng kiểu nhựa nhựa nó kiểu nó kiểu thật sự là nó rất là nhựa đấy đại khái thấy có nghĩa là khi mà mình cầm ở trên tay cái máy này cầm trên tay này nó cảm giác nó, nó nó kiểu ọp ẹp nó không không chắc không nặng không đầm nữa từ cái chi tiết ví dụ như này, cái phần rẻ này nói chung là nó cực kỳ nòng đẻo rồi những cái chi tiết khác ví dụ như ở phía bên trong này, trong này dây điện là nòi cả ra nhìn thấy cả dây điện luôn không hiểu ông ông làm cái kiểu gì ông, ông không làm cho cái khuôn nó kín, kín thẳng mà luôn ông làm kiểu đấy với hai nữa là cái phần uh, chổi giữa này không biết bao giờ nó mới update xong cái phần chổi giữa này ông làm luôn nguyên một cái hàm răng này thì kiểu bụi biết các thứ nó tắc nó bết nó, nó, nó kít hết vào đây tức là thực ra là cái máy này sẽ vẫn dùng được nhưng mà cái hiệu quả làm sạch nó sẽ rất là kém và nếu mà gặp kiểu như là thảm này hoặc là gặp nhà có nhiều lông tóc này hoặc là như nhà mình là nuôi thú cưng này em ơi em ừ, hai con hai con thú cưng của nhà mình nó ngủ rồi thì, thì là gọi là đứt luôn đấy không, không 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 thể chạy nổi được hoặc là ví dụ như nhà nhà mà có bụi mà nó bám dính nó két dính vào dưới mặt sàn ấy, cái cái lông này là làm sao mà gọi là trà sát đưa bụi vào được Đấy, thiết kế này video khác mình đã ăn nói rồi nói chung là như kiểu đi lùi ấy. đi lùi theo gọi là đi lùi theo sự phát triển của thế giới Đấy. cảm biến thì cắt luôn đi một một cái thôi không biết là cắt đi một cái làm gì một hai này, ba này bốn này năm này em phải sáu cái cảm biến chứ đây, đây có năm cái cảm biến Đấy, rồi cái vị trí gọi là các cái vị trí cảm biến ở đây như thế để rất là gọi là thô sơ hở tao khoác ra như thế này cái chỗ phần trên này, này, nó sẽ là chất liệu cao su nhé phần này thì cái cao su mà màu trắng này sau một thời gian thì cao su nó sẽ bị theo kiểu dạng chịu ảnh hưởng của nhiệt nó sẽ bị lão hóa và nó riêng một chỗ này sẽ bị ố vàng nhưng là anh em mà vẫn thích yêu thích Evovat thì tốt nhất là đừng đừng dùng màu trắng này. Dùng màu trắng này đây những cái chỗ này sẽ bị ố vàng, chỗ này bị ố vàng. Cái nắp này bị ố vàng. Sao nó phải để một cái mặt rất to này. Đấy thì mình như mình đã chia sẻ clip khác rồi. Này. Cái lực hút nó lớn lên đấy thì mình mong muốn là hãng nó sẽ nâng cấp như thế này. Một đấy là ví dụ ra cái phiên bản sau ấy, thì ông chú trọng vào cái phần làm sạch đi. Cụ thể là một đấy là cái chổi cái chổi ở giữa này nó chỉ có một chổi thì ông cho vào hai chổi và nó là cái chổi cao su gọi là ông dùng cái cái con đời trước gọi là con x 2 nó dùng cái chổi cao su và nó cứng thì ông làm cho cái cao su nó mềm đi để nó gọi là tăng độ đàn hồi và tra sát thì hiệu quả chắc chắn là sẽ đúng chẳng nhẽ bây giờ bảo mấy ông kỹ vát là tuyển mình về mình gọi là đưa ra những cái thiết kế cho thôi bây giờ mình làm video này coi như là gọi là góp ý miễn phí đấy Đấy, thì ông làm như thế cũng phải có phải là tốt không? Hai nữa là thực ra là cái uh, thiết kế hình chữ D này nó rất là ok đấy. Có Nghĩa là cái chổi này nó đã bám sát được cái bề cái, cái mép sàn rồi, cái mép vào góc rồi. Thì bây giờ ông chỉ cần cho nó to ra một tí thôi. Chỉ cần gì bị xòe xếp ra như thế này. Xòe ra như thế này thì mình nói rồi cái cái xòe này nó sẽ ảnh hưởng đến cấu trúc của máy. Nên nó sẽ không thể bền và an toàn được. Hơn nữa là ông làm cái ông làm cái trục nó xoay là nó xoay theo cái dạng hít bằng nam châm Nhưng nó không có cái phần th giữ một là nó sẽ và vênh gãy cái chỗ này vì cái chốt nó không chắc hai là ông làm luôn một cái gọi là cái miếng dán gần như là gọi là dán băng dính vào đây đây băng dính không biết là 3 m 4 m hay 5 m thì không biết nhưng mà đây cái băng dính này thì kéo một cái thì nó sẽ bị bong ra bong ra sẽ dẫn đến là sau này con robot nó quay ở cái tốc độ cao như thế thì nó là chỗ này là tụt ra đấy thì ở video khác thì mình đã chia sẻ vấn đề về cái này nó hay bị tụt rồi ông bê nguyên cái 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 cái, cái chổi hút của con T30 cái trục láo xoay của con T30 ốp vào con X5 nhiều thật trong lúc mà chờ đợi nó update để vào xem cái app nó như nào thì anh em update này thì mình phải nghĩ có khi nó phải đến tận sáng mai quá kinh khủng thôi bây giờ mình nói luôn với anh em này thực ra là trong cái video này thì muốn cho anh em trải nghiệm cái app nhưng mà trải nghiệm đến đây thì anh em chắc cũng không mong muốn là trải nghiệm thêm nữa rồi ở trong cái app ấy thì đặc biệt là những anh em mà đã dùng sản phẩm của ecovat đều thấy rồi app của nó thì mình có thể là nhận xét một cách đứng gọi là góc độ là mình là người mà cũng có học và làm ở trong cái ngành thiết kế thì mình thấy là nó không theo một cái phong cách nào là đơn giản thì cũng không phải mà phức tạp thì cũng không, nó cũng không có một cái ngôn ngữ thiết kế nào từ máy, từ giao diện interface app, tức là những cái tính năng đấy thì nó có thật đấy nhưng mà để mà mình gọi là mang cái tính năng đấy xong mình giới thiệu và mình hướng dẫn cho người dùng biết là, ờ à, chị ơi chị vào đây không, chị chỉnh chỗ này tiện lắm, hay cực kỳ luôn thì gần như là mình không không thể thực hiện được việc đấy tại vì là nó thiết kế rất là gọi là thiếu tính khoa học, mình có thể nói như thế. Thì nguyên nhân có thể là mình nghĩ ở đây là một đây là do Ecovap trước đây là là một hãng gọi là lớn và thành công Thứ hai là nó bản thân là nó định vị nó là một ông lớn cho nên là nó chả phải học thằng nào hết Thứ ba là như thế thì nó sẽ bảo thủ Thứ tư thì khi mà đã bảo thủ ấy, thì nó chẳng nghe lời thằng nào hết Kể cả là bây giờ mình có tiếp thụ, mình có gọi là góp ý hay là gì gì đấy thì nó nghe làm cái gì Thứ tư thì rõ ràng là khi mà nó lớn như thế thì nó cần gì phải đầu tư thay vì việc đầu tư thì nó đi nó gọi là hút máu kiếm tiền nhưng nó đầu tư làm gì thì đấy là tư duy của cái thằng bảo thủ tức là mình nghĩ là bao nhiêu năm rồi đáng nghĩa là cái như cái phần gọi là phần cứng thì ecovac làm rất tốt đấy nhưng gần đây thì bắt đầu có hiện tượng gọi là cắt giảm tức là nhựa như các thứ làm rất kém đây ví dụ như cái phần uh, nắp chắn này, này. đáng nghĩa là cái nắp đậy này nó phải kín kín để gọi là chống bị bị uh, dạng như kiểu không khí gọi là thoát ra thì ông ấy bỏ bớt những cái phần gọi là viền cao su các thứ đấy ở trong này thì vẫn có một tí viền cao su nhưng mà nói chung là không ăn thua khai là khái như thế còn cái chỗ này thì là đáng nghĩa là phải là cái khung nhựa ông ấy làm luôn cái khung bằng bằng gọi là bìa cắt tông thì nói chung là thân thiện với môi trường thật nhưng mà ông sản xuất ra một con robot này ông hủy hoại bao nhiêu môi trường rồi cho nên là ông ông tiết kiệm thêm một tí giải quyết được cái gì đấy thì cứ bảo thủ như thế thì nó dẫn đến là nói chung là đáng nhẽ là phải khắc phục được mấy cái vấn đề như là giao diện app này rồi độ mượt của app này rồi những cái tính năng làm sao mà mình phải gọi là khi mà mình đã trau chuốt cái tính năng đấy thì nó không phải là mình thu gọn mà mình làm cái tính năng đấy rất là kỹ tức là mình sẽ rất là nhấn mạnh một cái tính năng đấy thì làm ít ra là người dùng người ta biết chứ bây giờ người ta chỉ biết là con này nhiều tính năng lắm nhưng mà người ta chả biết dùng nào cả vứt đi đấy ok thì cũng là một cái video ngắn nhưng mà nó lại dài để chia sẻ cho các bạn về cái gọi là, trải nghiệm app Ecovacs một cái sản phẩm rất mới Đấy là Deebot X5 Omni Pro Omni. Đấy thì uh, sắp tới có thể mình nghĩ có khi là Ecovacs sẽ ra X6, X7, X8, X9, X10 mà có khi là nó cũng không có quy luật nào đâu. Cho nên là qua cái video này thì cũng uh, giúp cho các bạn những bạn mà chưa được uh, trải nghiệm cái sản phẩm mới của Ecovacs này thì được uh, tiếp cận với một cái sản phẩm mà rất mới mà nó chưa có ở thị trường Việt Nam nhưng mà ở Trung Quốc thì đã bán lâu lắm rồi. Ở Trung Quốc thì nó là thị trường tỷ dân mà các bạn nên là thường thường là nó sẽ cạnh tranh thì nó không đẹp thật nhưng mà mình nói một cách đơn giản như, như ví dụ như một số các cái hãng không chuyên của của Trung Quốc đi ví dụ như là Mydia này, uh, Hi này, đấy là những hãng mà có tên tên tuổi nó cũng sản xuất robot mà nó cũng bán rất là chạy tức là bởi vì là dân nó đông ấy cho nên là một con robot khi sản xuất ra thì kiểu gì cũng bán được ý của mình muốn nói ở đây là tức là cái sản phẩm của Ecovac này nó không phải là gọi là số một thị trường Trung Quốc đâu tại vì nó có quá nhiều thương hiệu cho nên là ví dụ khi sản xuất ra con Devote X5 này thì kiểu gì nó cũng sẽ bán được nhưng mà nó bán có được đánh giá cao hay không hay là như thế nào đấy thì nó còn khó cái thứ thứ thứ, thứ hai nữa là để cái con x 5 này mà nó ra thị trường khó tính ví dụ như là châu âu châu mỹ thì mình nghĩ chắc khó con này chắc vừa thò chân đến không cần phải đến châu âu thò chân đến kiểu nhật hay là hàn quốc chắc là phải chạy về ngay còn tất nhiên là ở việt nam thì anh em biết rồi ở việt nam là cái hành tinh gọi là rất là khác Nghĩa là mình cứ xem nhiều quảng cáo cứ hay là mình quất thôi và cứ đông người mua là mình mua thôi cho nên nó không có cái quy luật gì đấy ở thị trường Việt Nam thì đây cũng là một cái chia sẻ dành cho gọi là mọi người để mọi người biết thêm thôi Ok bây giờ áp mãi nó cũng không được đúng thật nó mới được 18 phần trăm áp kiểu này chết không, không hiểu kiểu gì mà rõ ràng là cái 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 nhà máy sản xuất EcoVat này nó ngay gần nhà mình mà mình đang update mình gần ngay cạnh nhà nó thì mình còn không update được này thì vứt đi rồi. thôi nhá